Chào mừng quý vị đến với tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Và trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin nổi bật sau. Bộ chi ngân sách nhà nước hơn 111.000 tỷ đồng trong 8 tháng. Sẽ sử dụng nguồn tiền từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để tái cơ cấu ngân hàng. 8 tháng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 2,9 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 8 năm 2016 ước tính đạt 603.700 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán năm. Tuy nhiên thì mức chi ngân sách lại vào khoảng 715.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt 486.200 tỷ đồng, bằng 61,9%, thu từ dầu thô đạt 24.600 tỷ đồng, bằng 45,2%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90.200 tỷ đồng, bằng 52,4%. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá, tiến độ thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do FTAs. Đáng chú ý, riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 126.100 tỷ đồng, chỉ bằng 49,2% dự toán năm. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí, than khoáng sản và thủy điện gặp khó khăn. Ở chiều chi ngân sách nhà nước, tính từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 8 2016, ước tính đạt 715.200 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán năm. Như vậy, cân đối thu chi cho thấy 8 tháng qua, bộ chi ngân sách nhà nước đạt 111.500 tỷ đồng. Thưa quý vị, Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán năm 2014. Theo đó, nhận xét công ty xử lý nợ xấu VAMC hoạt động chưa hiệu quả. Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước, nợ xấu của các tổ chức tín dụng chủ yếu được bán cho VAMC, nhưng hoạt động xử lý nợ xấu của công ty này chưa hiệu quả. Cụ thể, trong năm 2014, VAMC đã mua vào gần 96.500 tỷ đồng nợ xấu, nhưng chỉ bán ra được 627 tỷ. Theo đại diện của Kiểm toán Nhà nước, việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng chưa hiệu quả bởi số nợ xấu này nằm quá lớn ở VAMC. Ngoài ra, việc nợ xấu tồn đọng quá nhiều là do các tổ chức tín dụng phân loại nợ chưa đúng, trích lập thiếu dự phòng rủi ro tín dụng, cho vay không đúng quy định, v.v. Nhìn nhận quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng thời gian qua chưa đạt được mục tiêu đề ra, dự thảo đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo đã đề nghị xem xét đưa lãi suất cho vay về mức 5% bằng với mức trung bình của các nước đang phát triển. Đề án cũng nêu rõ đến năm 2020 sẽ hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, giảm mạnh rủi ro hệ thống, tăng cường độ rộng và hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính, cắt giảm tỷ lệ nợ xấu và cắt giảm đáng kể số ngân hàng thương mại yếu kém, kéo lãi suất cho vay xuống mức trung bình của các nước đang phát triển khoảng 5%, bảo đảm 70% số ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ Basel II. Để đạt được mục tiêu này, Bộ cũng chỉ rõ ngành ngân hàng cần thực hiện các giải pháp như bổ sung và xây dựng khuôn khổ pháp luật về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu, cấp phép thận trọng, linh hoạt đối với việc thành lập mới ngân hàng thương mại, thắt chặt các điều kiện thành lập, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. Và thưa quý vị, đề án tái cơ cấu kinh tế năm 2016-2020 do chính phủ công bố, nêu rõ sẽ sử dụng nguồn tiền từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam DIV để sử dụng cho việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Sau giai đoạn 1 của đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 2011-2015, đến giai đoạn 2, chính phủ đã loại bỏ quan điểm không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Theo đó, nguồn tiền từ DIV sẽ được sử dụng cho đề án tái cơ cấu ngân hàng. Theo số liệu thống kê mới đây, tính đến cuối tháng 5 2016, tổng nguồn vốn của tổ chức này đạt trên 30.500 tỷ đồng. Trong đó hơn 99% vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV được sử dụng để đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Hiện tại thông tin sử dụng nguồn tiền từ DIV để sử dụng trong đề án tái cơ cấu ngân hàng vẫn đang ở dạng dự thảo, chưa xác định chi tiết cũng như chưa được thông qua. Vào ngày 29 tháng 8 vừa qua thì Vietcombank đã cùng với GIC, Quỹ Đầu tư Quốc gia của Singapore đã ký bản thỏa thuận ghi nhớ mua 7,73% cổ phần của nhà băng này. Theo như kế hoạch, Vietcombank có hai đợt tăng vốn năm 2016, đợt đầu phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu, tương đương hơn 9.300 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên gần 36.000 tỷ. Đợt thứ hai là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ toàn bộ số cổ phiếu là 39.575 tỷ đồng. Trong đợt mua bán này, phía đối tác nước ngoài sẽ chào giá và chính phủ quyết định. Như vậy, khoản đầu tư của GIC lần này là một phần trong giao dịch phát hành riêng lẻ cổ phần mới của Vietcombank. Việc bán cổ phần cho đối tác ngoại đã được ban lãnh đạo Vietcombank công bố trong kỳ họp đại hội cổ đông diễn ra tháng 4 vừa qua. Theo đó, tiêu chí nhà đầu tư nước ngoài của Vietcombank là các tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể là cổ đông hiện hữu của ngân hàng.
Hiện tại, cổ đông lớn nhất của Vietcombank là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện phần vốn nhà nước tại ngân hàng, nắm giữ 77,11% vốn điều lệ. Cổ đông chiến lược Mizuho Corporate Bank Limited nắm giữ 15% vốn điều lệ. Và thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 2,85 tỷ đô la Mỹ. Sau 8 tháng, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua các kênh chính thức ước đạt 2,85 tỷ đô la Mỹ, tăng đến 14% so với tháng trước và tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Lượng kiều hối chuyển về thành phố vẫn chủ yếu từ Mỹ và châu Âu, phần lớn kiều hối được sử dụng vào sản xuất kinh doanh, đầu tư chứ không cất giữ, chi tiêu hay tập trung vào đầu tư bất động sản, chứng khoán như là trước đây. Với tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh phục hồi khá mạnh so với mặt bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh dự báo, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn trong năm 2016 sẽ tiếp tục khả quan, dự kiến đạt khoảng 5,7 đến 5,8 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, như thường lệ, phần cuối của tin tức trong nước ngày hôm nay sẽ là các thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, hiệp hội ngân hàng, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng tăng cường các biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán. Cụ thể, các ngân hàng phải đánh giá lại toàn bộ quy trình thủ tục hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, nếu vướng mắc cần phản ánh để phối hợp xử lý. Đối với hoạt động thanh toán trực tuyến cần triển khai hình thức bảo mật cho hệ thống như phát hiện ngăn chặn các giao dịch gian lận, đáng ngờ về thời gian, vị trí địa lý, tần suất giao dịch, hạn mức thanh toán, phát hiện sớm các trang web lừa đảo trực tuyến để khuyến cáo cho khách hàng. Chỉ đạo này được đưa ra sau hàng loạt vụ báo mất tiền trong tài khoản thanh toán của cá nhân và doanh nghiệp xảy ra gần đây. Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, đã chính thức trở thành cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông qua hình thức mua gần 5% cổ phần ưu đãi, tương đương 403 tỷ đồng tại TB Bank. Việc đầu tư của IFC sẽ giúp TB Bank có thêm nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển, cũng như cung cấp các khoản vay với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đô la Mỹ cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. TB Bank sẽ là ngân hàng thứ 3 tại Việt Nam IFC đầu tư rót vốn. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 8 ước đạt 1,374 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 11,24% so với cuối năm 2015 và 20,16% so với cùng kỳ. Đây là năm thứ hai liên tiếp sau một thời gian dài bị tắc nghẽn, tín dụng tăng mạnh. Tín dụng cho vay chủ yếu dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiếm trên 80%, bất động sản chiếm 13%, còn lại là lĩnh vực khác. Dư nợ tín dụng bất động sản tăng do thị trường này ấm lên và tập trung chủ yếu ở khối khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, lượng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cũng rất khả quan. Quý vị vừa theo dõi phần 1 của tạp chí ngân hàng tuần này và ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý sau. Xu hướng giữ tiền mặt gia tăng trong bối cảnh lãi suất âm. Vì sao cần có bảo hiểm cho các khoản vay?